Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ trình bày 31 biển báo thông dụng ở nước Mỹ. Đây là biển báo dừng hẳn. Đây là biển báo nhường đường đứng chờ. Đây là biển báo nhường người đi bộ. Biển báo ở New York. Biển báo này có nghĩa luật của tiểu bang, nhường người đi bộ qua lối ngựa vằn. Nghĩa của biển hiệu này là tốc độ giới hạn 50 mile trên 1 giờ, tương đương với 80,4 km trên giờ. Ý nghĩa của biển hiệu này là tốc độ giới hạn ban đêm 40 mile trên 1 giờ. Kết thúc giới hạn 35 mile trên 1 giờ. Tốc độ chậm nhất là 40 mile trên 1 giờ. Chỉ rẽ phải. Cấm rẽ trái cho đến khi mũi tên xanh trên đèn giao thông bật lên. Làn đường chỉ dành riêng cho xe đạp. Biển báo cấm vượt nhau. Biển báo nghĩa đi bên phải. Biển báo nghĩa giữ bên phải trừ khi muốn vượt. Biển báo cấm đi vào. Biển báo chỉ dành riêng cho xe đạp, cấm xe ô tô. Từ 8:30 phút sáng tới 5:30 phút chiều. Từ 7 giờ sáng tới 6 giờ tối chỉ được đậu tối đa là 2 tiếng. Từ 9 giờ sáng tới 7 giờ tối chỉ được đậu tối đa là 2 tiếng, ngoại trừ ngày Chủ nhật ra. Đậu xe với thời gian hạn chế từ 8:30 phút sáng tới 5:30 phút chiều. Biển báo cấm đậu xe bất kỳ khi nào. Biển báo cấm đậu xe. Cấm đậu xe tại trạm dừng của xe buýt. Không được dừng xe ở đây mọi lúc. Không được dừng xe từ 7 giờ đến 9:30 phút sáng và 4 giờ đến 6:30 phút tối từ thứ hai đến thứ sáu. Xe chuẩn bị rẽ, nhường đường cho người đi bộ. Nếu xe nào vượt đèn đỏ, sẽ bị chụp ảnh và gửi tiền phạt về. Mức phạt vượt đèn đỏ là 400 đô. Cấm rẽ khi mũi tên trên đèn giao thông màu đỏ. Chỗ đường sắt giao cắt với đường bộ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.